Trên tay mình đây là chiếc AOSMA CG033 đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chiếc AOSMA CG033 này. Theo thông số của nhà sản xuất thì nó được trang bị viên pin là 1.500 mAh cho thời gian bay khoảng 20 phút. Và camera Full HD 1080 có trang bị một gimbal. Mình sẽ test thử xem cái gimbal này hoạt động như thế nào. Đây là sản phẩm AOSMA đầu tiên tại Việt Nam anh em nhé. Hãy nhìn đi, ánh đèn của nó kìa. Trông không khác gì một đứa em thất lạc của Mavic. Con hôm nọ chỉ là em họ thôi. Còn đây là em ruột anh em nhé. Nhìn đi, lật đặt xuống cho anh em xem phía trên đi. Đây anh em, anh vượt đi. Anh em xem đi, cái gimbal này tôi sẽ làm cho anh em xem. Anh nhìn này, đây nhá, nó sẽ cân bằng này. Thấy chưa? Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Gimbal này nó là một điểm khác biệt ở trên con AOSMA CG033. Bây giờ chúng ta sẽ bay thử nhá anh em nhá. Tuyệt vời anh em ạ. Anh em cười tươi lên đi. Những người điều khiển nhạy phết. Những người điều khiển con CG033 đầu tiên tại Việt Nam. Ok. Trước mặt các bạn đang là những người điều khiển con CG033 đầu tiên tại Việt Nam. Trời đang gió rất to nhưng nó kháng gió khá ổn anh em này, nhìn đi. Khả năng thay đổi hướng và tăng tốc cũng khá là tốt. Chắc là không còn gì để nói về con này. Vui bay gần lá cờ một tí để cho anh em xem gió nó. Thử nào, thử gần lá cờ này anh em nhìn này. Gió nó cũng đang hơi nhẹ xuống một tí rồi nhưng mà mọi người có thể chờ một lúc gió nó sẽ to lên và nhìn cái lá cờ sẽ thấy là cái gió nó như thế nào. Ok, điều khiển rất là nhạy đúng không? Ok. Điều khiển nhạy lắm. Nhạy lắm, đầu xoay kinh lắm. Ok. Anh em nhìn thấy khả năng giữ thăng bằng của con CG033 là cực kỳ tốt. Với hệ thống định vị 2 GPS này. Thiết kế cánh gấp và bộ cánh xuất hiện trên DJI Spark và Mavic cho khả năng cân bằng và khả năng kháng gió cực kỳ tốt. Đây là sản phẩm CG033 đầu tiên tại Việt Nam. Hôm nay tôi hơi cao hứng nên là chém gió hơi quá, anh em có gì thông cảm nhá. Nhìn khả năng giữ thăng bằng của nó này. Mặc dù trời đang gió rất to, nhìn vào những lá cờ kia là mọi người có thể nhìn thấy được gió đang thổi nhau ở khu vực này. Quá tuyệt vời. Trời hơi tối và máy quay không rõ nét lắm nhưng mà vẫn rất tuyệt vời. Tôi đang quay nốt để còn về xem U23 Olympic ASEAN tối nay sẽ đá. Nhìn đi, đây là lần đầu tiên với một sản phẩm ở tầm phân khúc tầm trung mà tôi đứng quay gần như thế này mà không sợ lao thẳng vào mặt tôi, giống như những lần trước đây. Vui lên anh em, mức giá chỉ trên 4 triệu đồng thôi. Đang được bán tại linhkienrc.com. Nhiều anh em sẽ hỏi cái cây ở đằng sau là cây gì, tôi xin trả lời luôn là cây cột điện nhá. Nhưng mà không có dây điện mắc lên đâu, làm sẵn ở đấy rồi.
Ok, tiếp tục trình diễn này. Lúc quanh nó sẽ bị hơi chúi. Pin sâu phết. Pin khỏe đấy, mình sạc có 50 mấy% mà rất khỏe. Pin trên con này rất là khỏe. Thông số khi mới về từ nhà sản xuất tôi kiểm tra trên máy là khoảng độ 54%. Mà bây giờ bay khoảng độ gần 6 phút rồi. Hơn 6 phút rồi. Hơn 6 phút à? Ừ. Hơn 6 phút anh em ạ. Chưa kể là anh em còn... chưa kể còn bật để chờ kết nối camera. Gì tuân thu hôm, hết pin mất sóng tự quay về, kích hoạt lên độ cao khoảng 30m và sẽ trở về điểm xuất phát đây này. Mọi người thấy nghe thấy tiếng điều khiển đang kêu. Chứ đang gì tuân thu hôm, đang tìm về cái vị trí này. Tôi sẽ quay trực tiếp cảnh nó hạ cánh nha. Đang ở thẳng trên đầu tôi, đang hạ cánh rất là từ từ. Đang dò xem ở đâu để hạ cánh. Con này 23% và dì tân thu hôm. 20% pin sẽ dì tân thu hôm nhá. Tôi quay xuống dưới đất một tí nhá. Bay trên... bây giờ là 7 phút này. Nào từ từ nha anh em nhá, tôi đang kéo cái gimbal xuống rất là nhanh chóng. Đấy, thời gian bay là 7 phút và vẫn còn 20%. Anh em cũng không nhìn được cái màn hình ở trên đấy đâu, thì hôm nay thì đang hơi gấp gáp một xíu. Chúng tôi sẽ quay những cảnh đẹp cho anh em xem đã. À nó về, nó chỉ return to home về gần đây thôi. Sau đấy nó vẫn cho mình điều khiển tiếp. Ok, con này thì khác biệt với những con khác là nó sẽ return to home về gần trên đầu mình để mình tiếp tục điều khiển, chứ nó không trực tiếp xuống luôn giống như những dòng khác. Cái này thì cũng khá là giúp an toàn cho người chơi thôi. Ok. Bây giờ nó đang hạ cánh dần dần xuống đây. Nó báo là 8 phút rồi này, 50% 8 phút. Thì tổng bay khoảng 17 phút. Ok, thử hạ xuống thế nào. Còn cái nút mà ấy nữa đâu nhỉ? Bay này đem chỉnh cái bộ này này. Rồi. 20%. Bay được 8 phút rồi, vẫn không 20% vẫn đang giữ ở độ cao rất tuyệt vời. Điều khiển nó rất nhạy, mọi người điều khiển thì phải bình tĩnh nhá. Đây đang test cái gimbal nó quay lên quay xuống. Cái tiếng động cơ không dổi than nghe như một con DJI Spark. Tiếng rất êm. Kêu như tổ ong bò vẽ luôn. Ok, hạ nào. Hết pin rồi, chúng ta sẽ hạ cánh thôi. Ok, rồi anh em chúng tôi sẽ test tầm cao của con CG033 để xem là nó sẽ mắc được cao bao nhiêu nhá. Mở khóa phần mềm. Ok, bây giờ sẽ mở khóa phần mềm ở phía trong này. Rồi. Ok chưa? Sắt xét rồi, nó báo thông báo là đã ok rồi. Giờ sẽ cho nó cao 40-50m này. Đang ở độ cao 50m, mọi người nhìn thấy gì không? 50m, 60m. Ok, một nó chỉ còn là một chấm đen xí bé xíu ở trên trời thôi. Đang lên đấy. 80m. 80m rồi. 90m. 90m rồi. 100m này. 110m. 120m. Tí nhỉ. Một cái chấm đen. Ngày xưa máy bay nó bay cao thì nó bay cao như thế nào mà đúng không? Mình nhìn chỉ như này thôi, đúng không? Ngày xưa mày hồi B52 nó dài. B52 nó dài.
520m nha anh em nhá. 120m. Hết cỡ đúng không? Hết cỡ rồi. Con này đạt tầm cao là 120m nhá. Nó giới hạn tất cả phần mềm của những con Flycam du nhập Việt Nam sẽ đặt ở mức là 120m để tránh làm nguy hiểm đến an toàn hàng không. 120m hết cỡ rồi. Rồi bây giờ cho xuống. Ok, 120m rồi, bây giờ chúng tôi sẽ cho ra xuống nha. Tôi nghe thấy tiếng gió rồi. Đây là khoảng độ 60m. Rồi, đúng rồi, đây anh đoán chuẩn rồi. Bây giờ khoảng 50m. Chuẩn rồi, lệch 10m thôi. Đúng rồi. Đang xuống rồi anh em nhá. Anh nghe tiếng gió đấy, nghe tiếng kêu. Khi mà bay nhiều anh em có thể nghe thấy tiếng của nó là biết nó cách mình bao nhiêu xa. Trong điều kiện là mất sóng thì có thể phán đoán được cái vị trí của nó để mình điều khiển cho tốt. Ok, đang xuống độ cao khoảng 20m. Kháng gió vẫn cực đỉnh. Giữ vị trí cực tốt. Ok, khi điều kiện trời nó lặng gió thì anh em nhìn nó giữ vị trí này. Motor của con này là motor không chổi than. Kích thước của nó không quá lớn nhưng mà cho tốc độ bay, khả năng kháng gió và giữ vị trí rất là tốt. Đang treo trên đỉnh bầu trời. Cao thì cao có thể cao được nhưng mà chiều xa thì xa hơn. Ừ, rất nhạy. Chú. Xít đã chạm vào cây anh em ạ. Ok. Chiều cao mới chiều cao.